Người Công giáo tại Vatican đồng ý với báo cáo của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, tin từ Vatican. Những đám mây đen đã bao phủ bầu trời Vatican hôm nay sau khi Liên Hiệp Quốc công bố một báo cáo gay gắt đổ lỗi cho Giáo hội Công giáo đã không làm đủ để ngăn chặn tình trạng lạm dụng đối với trẻ em. Đức Giáo hoàng Francis đã xuất hiện tại quảng trường Thánh Phaero vào hôm nay để chào mừng đám đông người hành hương. Trong bài giảng hôm nay, ông đã kêu gọi các trẻ em chuẩn bị kỹ càng cho lễ ban thánh thể đầu tiên, vì đó là bước mạnh mẽ đầu tiên hướng tới Chúa Giêsu Kitô sau khi sửa tội. Trong một báo cáo vô tiền khoáng hậu, Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Vatican loại bỏ ngay lập tức các linh mục được biết hoặc bị nghi ngờ đã lạm dụng trẻ em và giao họ cho chính quyền dân sự. Cơ quan giám sát quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc đã nói rằng Vatican đặt danh dự của giáo hội lên trên lợi ích của các nạn nhân trẻ em bị lạm dụng tình dục. Cơ quan này cũng đã kêu gọi tòa thánh bàn giao tài liệu lưu trữ về hàng chục ngàn trẻ em bị lạm dụng tình dục để các thủ phạm và những người che giấu tội ác của họ có thể chịu trách nhiệm. Báo cáo này là sự phê phán gay gắt nhất đối với hàng giáo phẩm Vatican sau khi cơ quan giám sát đã thẩm vấn các quan chức Vatican vào tháng trước. Một số người Công giáo tham dự buổi nói chuyện của Đức Giáo hoàng hôm nay tại Vatican đã nói rằng họ ủng hộ yêu cầu của Liên Hiệp Quốc và đồng ý rằng các linh mục phạm tội nên được đưa ra công lý. Một cô gái vị thành niên cho rằng cần phải đuổi các linh mục phạm tội ra khỏi giáo hội.